Cho hề xuyên tạc chống phá phát triển du lịch Việt Nam của RFA. Phàm những kẻ luôn mang tâm thế hằn học, chống phá thì khó có thể nói điều tử tế, làm được việc có ích cho xã hội, cộng đồng. RFA Việt ngữ, điển hình của thể loại truyền thông được chính phủ Mỹ tài trợ với sứ mệnh phá hoại mọi nỗ lực của chính quyền gieo rắc tư tưởng bài trung thân Mỹ. Điển hình nhân việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam tiến hành chất vấn các nội dung liên quan đến phục hồi kinh tế du lịch sau đại dịch COVID-19. RFA nhanh chóng cho ra ngay sản phẩm đậm mùi công kích, xuyên tạc, phủ nhận nỗ lực của các ngành, các cấp, các doanh nghiệp và nhân dân Việt Nam trong nỗ lực vượt qua khó khăn dịch bệnh và bôi đen thực tiễn ở các địa phương đang tìm cách phục hồi ngành du lịch. RFA vẽ ra cái gọi là một thực tế nghiệt ngã. Hầu như bất cứ điểm du lịch nào được đông người biết đến cũng chính là lúc nó tàn. Từ đó để xuyên tạc chống phá bằng cách dẫn ngụy biện quy kết, đó là do sự tham lam, yếu kém của những người quản lý, sự duy ý chí một cách nửa vời của các chính sách liên quan. Đây là chiêu trò không mới của RFA và những cây viết chống phá, luôn gieo rắc cái nhìn bi quan, bi kịch hóa mọi hiện trạng, thổi phồng tiêu cực, hạn chế rồi châm biếm, đả kích, xỏ xiên nhằm vào chính quyền, thể chế chính trị kiểu Việt Nam điểm đến của thiên niên kỷ thành cả thiên niên kỷ mới đến một lần. Thực tế, tại phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đầu tháng 8 năm 2022 vừa qua, các đại biểu đã chất vấn nhiều nội dung được cử tri và dư luận quan tâm như việc thực hiện chính sách, giải pháp để du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn, việc triển khai các nhiệm vụ giải pháp kích cầu, phục hồi kinh tế du lịch sau đại dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động trong ngành du lịch, phát triển văn hóa, chính sách khuyến khích xã hội hóa trong phát triển ngành du lịch, công tác quản lý, bảo tồn, cải tạo và phát huy giá trị các di tích văn hóa lịch sử quốc gia, nhất là các khu di tích lịch sử truyền thống cách mạng, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, các giải pháp ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức xã hội và văn hóa ứng xử, như vấn đề văn hóa ứng xử trên không gian mạng, thúc đẩy phát triển văn hóa xã hội. Nằm trong xu thế khó khăn chung của cả thế giới sau đại dịch, với nỗ lực của cả chính quyền và người dân, du lịch Việt Nam đang dần sống động, nhộn nhịp trở lại. Điều đó không có gì là lạ. Đồng hành với sự năng động, sáng tạo của các đơn vị, doanh nghiệp, các cơ quan chức năng các cấp đã có nhiều hoạt động hỗ trợ tạo điều kiện cho các hoạt động kinh tế du lịch, nhất là các cơ quan lãnh đạo, quản lý. Nhiều nơi chính quyền đã có những kế hoạch cho việc thúc đẩy phát triển kinh tế nói chung và thúc đẩy mạnh mẽ du lịch bứt phá. Thành phố Hồ Chí Minh là một ví dụ với kế hoạch mỗi quận huyện một sản phẩm du lịch đặc trưng. Những sáng kiến làm phong phú và mới những tour du lịch như Về Chợ Lớn xem múa lân, Ký ức Sài Gòn Chợ Lớn, Tân Phú đi là nhớ, tham quan di tích địa đạo Phú Thọ Hòa, Đình Tân Thới, Chùa Pháp Vân, Chợ Vải, Bảo tàng Sâm Ngọc Linh, xe buýt sông Sài Gòn, nghe nhạc ngắm phố trên xe buýt 2 tầng, chạy vòng quanh các đường phố trung tâm, đã thu hút và làm cho không khí hoạt động du lịch thương mại thành phố sôi động và hấp dẫn trong các không gian du lịch văn hóa, lịch sử, các hoạt động văn hóa nghệ thuật. Sắp tới sẽ có các tour Sài Gòn trăm năm, hoa trái thương hồ, Củ Chi vùng đất bình yên, thân thiện, nghĩa tình, đề án phố đi bộ và ẩm thực Hà Tôn Quyền quận 11 đang được đưa ra lấy ý kiến của các chuyên gia, cơ quan, người dân, các địa điểm tiềm năng phát triển du lịch ven sông ở huyện Nhà Bè, phát triển du lịch đường thủy, trải nghiệm, đạp xe tại các vùng nông thôn ngoại thành, tìm hiểu văn hóa địa phương, tham gia các hoạt động, hướng đến việc bảo vệ môi trường. Việt Nam rất nhiều cảnh đẹp, từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Phú Yên và nhiều vùng đất mọi miền của Việt Nam đều thật giàu có với vẻ đẹp đa dạng của lịch sử, không gian, kiến trúc, văn hóa, tôn giáo của nhiều dân tộc. Từ những cảnh đẹp đã nổi tiếng, trở thành danh thắng được bảo tồn giá trị văn hóa và phát huy, khai thác thương mại, cho đến các thành phố, khu phố hiện đại, những con phố cổ xưa, những con sông, ngọn núi, những bãi biển đẹp miên man gành đá, hay kỳ vĩ biển xanh cắt trắng núi rừng đan xen, những ngôi chợ cổ, những mái đình gợi nhớ. Không phải tự dưng mà Việt Nam nằm trong số ít các quốc gia
luôn lọt vào top đầu danh lam thắng cảnh, điểm du lịch hấp dẫn, ẩm thực hấp dẫn, người dân mến khách. Đó là sự ghi nhận của thế giới, doanh nghiệp và cộng đồng du lịch toàn cầu, là điểm cộng, là cơ sở để Việt Nam thúc đẩy phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn. Những thế lực chống phá vì động cơ đen tối chỉ muốn gieo rắc hoài nghi, bi quan, nhụt chí, tự ti nhằm cản trở Việt Nam phát triển. Tuy nhiên, người dân Việt Nam luôn có tâm thế cảnh giác với trò đâm bị thóc, chọc bị gạo. Chiêu trò phá hoại cũ xích này giờ không còn lừa phỉnh được mấy người, trừ những kẻ nhẹ dạ cả tin.